Xin kính chào quý cô bác chị, rất vui được gặp quý chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HT3. Và thưa quý anh chị, thì trong video ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ đến quý cô bác anh chị một trong những bài thuốc chữa trị bệnh mất ngủ rất là đơn giản, hiệu quả ngay từ vườn nhà. Và quý anh chị có thể biết rằng là bệnh mất ngủ là một trong những căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như là sức khỏe của và tâm lý của người bị mắc bệnh. Trong video này thì tôi xin được chia sẻ thêm đến quý cô anh chị một trong những cái cách để chữa trị bệnh mất ngủ cực đơn giản từ gừng. Và ngay bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi video nhé. Giấc ngủ điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể, giúp cho bộ não được nghỉ ngơi, loại trừ stress, tăng cường khả năng tập trung, trí nhớ và sự sáng suốt. Nếu mất ngủ kéo dài sẽ gây ra tác hại nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có thể biết gừng là một thứ gia vị quá quen thuộc trong các món ăn của người dân ta. Không những như vậy, gừng còn là một trong những vị thuốc có tác dụng rất tốt trong chữa bệnh và phòng chống bệnh tật ở con người. Như ăn gừng thường xuyên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, giúp giảm đau xương khớp và đau cơ, giúp phòng ngừa và chữa sỏi mật, phòng chống và làm giảm nguy cơ mắc ung thư, giúp giải tỏa stress. Kính thưa quý vị, thì nguyên liệu mà chúng ta cần để chữa trị cái căn bệnh mất ngủ này thì đó là khoảng 100g gừng tươi và khoảng 20g đường phèn quý vị chị nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành rửa sạch gừng và chúng ta sẽ loại bỏ phần gừng sâu thối. Lưu ý là chúng ta sẽ để lại vỏ, chỗ nào để vỏ được thì quý quan chị nhớ là chúng ta sẽ để lại vỏ nhé. Kính thưa quý anh chị, thì đây là chỗ gừng 100g gừng mà tôi đã vừa rửa xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ thái mỏng nó ra quý anh chị nhé. Chúng ta sẽ thái mỏng nó như thế này. Đây là cách chữa mất ngủ rất là đơn giản thưa quý anh chị. Vậy là chỗ gừng đã được tôi vừa thái xong. Thưa với lại quý anh chị, thì sau khi mà chúng ta thái xong chỗ gừng này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nồi. Giờ thì chúng ta sẽ cho vào nồi nhé. Và chúng ta sẽ đun với là 2 lít nước quý anh chị nha. Lưu ý là 100g gừng thì chúng ta sẽ đun với lại 2 lít nước. Thế là kính thưa với lại quý anh chị, sau khi mà nước gừng sôi được từ 5 phút thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cho chỗ đường phèn vào nhé quý anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho chỗ đường phèn vào. Thì sau khi cho chỗ đường phèn vào thì chúng ta tiếp tục đun khoảng 10 phút nữa quý anh chị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đun nhỏ lửa. Như vậy là nồi nước của chúng ta đã được. Vâng, và thưa quý anh chị, thì đây là bát nước thuốc mà để chữa trị bệnh mất ngủ từ gừng và đường phèn. Thì thưa quý anh chị, chúng ta đã biết là gừng là rất là tốt với sức khỏe chúng ta rồi đúng không ạ? Và có lẽ tôi không cần phải nói thêm về gừng nhiều nữa vì chúng ta ai cũng biết rằng gừng là một trong những cái thực phẩm quá quen thuộc với lại người dân chúng ta và cũng như là trên khắp thế giới đều sử dụng gừng. Và như là một trong những cái vị thuốc có những cái vị thuốc là không thể thiếu gừng được. Với thưa quý anh chị, thì gừng là một trong những cái thực phẩm sử dụng hàng ngày cũng như là một trong những cái vị thuốc rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Thì với bài thuốc như thế này thì cách sử dụng như sau, quý cô anh chị hãy uống buổi trưa, từ buổi trưa vào đến buổi tối quý anh chị nhé. Thì mỗi một ngày chúng ta sẽ uống khoảng tầm mỗi một lần uống chúng ta sẽ uống khoảng tầm từ 50ml. Chỗ nước chúng ta đun ra chúng ta sẽ đun vào một cái can hoặc là một cái bình nào đó thì chúng ta cất đi, chúng ta cất vào trong tủ lạnh và chúng ta sẽ uống hàng ngày. Cứ quý cô bác chị lưu ý là hãy uống cho tôi vào buổi trưa và buổi tối buổi chiều. Chúng ta sẽ uống là một ngày 3 bát như thế này quý anh chị nhá. Một ngày 3 bát như thế này là được quý anh chị nhá. Thì cách sử dụng thì như vậy và chúng ta sẽ duy trì sử dụng từ 1 đến 2 tuần. Thì cái việc chữa trị này ấy, là đã có rất nhiều người sử dụng và hiệu quả sẽ đem đến là cứ khoảng từ trên 1 tuần là sẽ có hiệu quả rất là tốt quý anh chị ạ. Và xin kính thưa với quý anh chị là với bài thuốc này thì những người bị tiểu đường cũng như là những người bị huyết áp cao thì chúng ta không sử dụng bài thuốc này quý anh chị nhé. Lưu ý là như vậy thôi ạ. Những người tiểu đường, những người bị huyết áp cao ta không sử dụng và phụ nữ có thai.
Vâng, thì qua đây tôi cũng xin được gửi lời đến quý anh chị. Nếu như quý anh chị cảm thấy video có hữu ích cũng như là kênh có ý nghĩa thì hãy chia sẻ video và đăng ký kênh. Vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video khác nữa. Nhớ là hãy đăng ký kênh quý anh chị nhé. Giờ thì tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video lần sau ạ.